Rồi các bạn thân mến, sau 90 ngày thì mình cũng xin được cái giấy đi đường, đi ra được khỏi là xã rồi. Đi có ngày thôi, thì mình ghé hôm nay ghé nông cơ Chí Linh nha các bạn nha. Thì nông cơ Chí Linh thì chuyên bán máy cày với vỏ máy cày nè. Số điện thoại là 0909 259043 các bạn nha. 0909 259043. Rồi bây giờ mình sẽ quay mấy chiếc máy cày mình đi một vòng thôi. Rồi các bạn nào muốn mua thì cứ làm việc với ông chủ theo số điện thoại thì ổng có Zalo ha. Để mình đọc lại một lần nữa nè, 0909 259043 các bạn nha. Ở đây mình thấy có một con Kubota hoành tráng dữ ta. Kubota quá hoành tráng ha. Con này 3001D hả? Tay lái có trợ lực không? Không trợ lực à. Hai cầu. Gầm cao. Mới về hả? Chưa dọn à. Mới xịt thon thôi. Vài giọt nước thôi. Con này giá cả mềm không? Nếu con này mềm hả? Câu vàng sới đồ đẹp quá ha. Rồi đây mình thấy có con B7000 nè. B7000 này zin dữ ta. Còn tem đồ đây luôn hả? Chưa xịt á. Chưa xịt rửa hả? Ừ. À vậy hả? Ồ đẹp quá, zin quá. Chưa xịt á. Chưa có làm gì hết đâu. Cái dòng này thì lắp rồi nè, đuôi rồi nè, ngon nè. Đuôi rồi ngon. Hai động cơ. Một máy hai động cơ hả? À. Ừ đẹp ha. Con này nay sắt thép đổ lên rồi giá cả có lên không? Nghe nó kho cảng đổ lên hết mà. Lên không bao nhiêu luôn. À vậy hả? Giá xe này lên đúng rồi. À không bao nhiêu hả? Lên đâu. Hai cầu. Hai cầu. À cả sới cả xếp máy rẻ dữ vậy. Ừ. 32 triệu là rẻ hơn kỳ trước nè. Cũng bây giờ cũng mua rẻ bán rẻ đi. À kỳ trước cái chiếc này mà đẹp ta bán tới 34 35 mà sau này đẹp về bán có 32. Bây giờ là mua được nhiều quá, mua được rẻ bán rẻ. À còn mua mắc sao bán rẻ được. Con Zen con Kubota hả? 2601 một cầu hả? Con này nó rin từ A tới Z luôn ha. Nó có luôn cái bạc trùm luôn ha. Cái này chạy ở mấy máy nó bền lắm ha. Kubota máy bền lắm. Còn con này HT 155. Hả? Ồ, ba máy. Ừ. HT. Bữa quá trời mấy con này nay bán hết rồi hả? Còn mấy cái này mới về hả? Mới về. Ồ, cái này đẹp ta. Có miếng gỗ đây nữa, có khi nào có vàng trong này không? Hả? Khi nào có miếng vàng trong đó không? Hả? Quá có vàng này luôn. Con này mới có chạy có 683 giờ à. Quá đẹp. Ờ. Ủa còn con này FX255 nè. Hai cầu. Không lẽ nhà ăn rồi đâu có xài tiền đâu, tiết kiệm mua được chiếc SH nè. Đâu có. Hả? Tiếc mà. Mua được chiếc SH đó. Chiếc Sato ST1100. Con này hai cầu dọn chưa? Chưa. Sao mang về không dọn đâu cho nó đẹp. Còn lên đi. Anh. À vậy hả? Ô mà gầu rin luôn tay. Kịp làm nước sơn gì? Đồ rin hết luôn ha. Kịp làm gì đâu mà. Con này mấy ngàn? 4000 hả? 4000. 4000.
Con này giá hơi cao ạ. Cái tầm mấy rồi, gạo xúc rồi này kia hơn 100. Ờ. Sibaura SD. Cầm hơi nhiều chút, hơn 100 chút xíu được. Hơn 100. Đây có một số con như con TL 1300 hai cầu nè. Thôi còn ngoài ra thì ở phía bên kho bãi bên này thì còn về một số máy đồ mới về chưa dọn chứ gì ha. Có con Văn Ma 3000 nè, SD 2203 nè. Máy chưa dọn quá trời, con 3000 nè. Có con MT đẹp dữ ta. Rồi Sibaura nè. Sibaura S1000. Mấy con này mới về chưa dọn, mui miết đồ còn dục đây. Văn Ma nè. Rồi con IM1007 nè. Rồi Hinomoto E14 nè. Rồi con 2000 nè. Đó, Mitsubishi 2500D. Mấy tháng này sao nghỉ bao nhiêu lâu rồi? 3 tháng nè hả? Có 90 ngày chứ mấy mà. Anh là mấy chục, 90 ngày á, chưa đi ra Long Khánh. Bữa nay mới đi. Tự nhiên hôm kia thấy nó thông báo là dùng xanh hết rồi. Tự nhiên cái có hôm qua cái có một ấy cái thôi. Mình thấy hết dùng xanh rồi, mình đang tự nhiên thấy môi nó ngứa ngứa. Nó thèm bia mà tự nhiên cái thấy cái nó hết ngứa lại luôn rồi. Rồi bạn nào mà mua thì cứ Zalo cho ông chủ nha. Alo điện thoại của anh chứ, điện thoại trước rồi Zalo rồi tính sau nha. Chứ đừng có điện Zalo. Rồi, mình chào các bạn.